Em trai của ta bị hắn bắn chết đó. Hứa Chánh Dương, người muốn cùng chết chung hết à? Được, chúng ta cùng đi gặp em trai của ta đi. Cường à, ngồi vững nha. Ta là một quân nhân, trời sinh ra để tấn công và giết chết kẻ địch. Ngươi là một người bảo vệ giỏi, chỉ biết phòng thủ mà thôi. Nhưng mà hôm nay chỉ có một người trong chúng ta rời khỏi nơi đây. Lại đây. Hết hơi rồi.
Chú ạ, anh tránh. Lại đây. Sao mùi gan nồng quá vậy? Nè, Michelle, hãy thả bạn gái của tôi ra. Ông chủ của anh cho anh bao nhiêu tiền thì tôi sẽ cho anh gấp đôi mà. Ngươi có tiền là ngon lắm à. Tránh qua một bên đi. Đi qua một bên đi. Bây giờ biết sợ à? Hắn kìa, chính hắn đã bắn 7 viên vào người của em trai tôi. Bây giờ tôi cũng bắn 7 viên đạn vào người cô ta, cho hắn bị thất chức. Chỉ cần anh không giết cổ, bất cứ giá nào tôi cũng chịu mà. Tôi nhất định là phải bắn rồi. Nhưng mà ông có thiếu gì tiền, ông có thể mướn người chịu đựng đạn giùm cô ta mà. Tại sao các người không ai dám lên đây đỡ đạn hết vậy hả? Hả? Nè, các người sợ chết à? Hả?